là Nam, xin chào đem đã trở lại với Shiro Win Shiro Takibi. Rất vui vì được gặp nhau những clip thì hiện tại mình đang có mặt tại game One Piece Bloodline. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với series cái tựa game này nha. Như thường lệ thôi, chúc anh em một ngày vui vẻ và xem clip nhớ like video, subscribe đấy kênh đầy đủ để ủng hộ cho mình. Bạn nào chưa subscribe, chưa đăng ký kênh thì ấn vào subscribe đăng ký để ủng hộ cho mình. Rồi thì hiện tại mình đang kẹt ở cái nhiệm vụ này đây anh em. Nhiệm vụ này đang khá là khó. Nhiệm vụ này đánh cần đánh 5/5. Tuy nhiên thì mình mới đánh tới 5/4 thôi thì mình đã thua rồi. Giờ mình sẽ đánh lại thử xem sao nha. Mình sẽ mang Luffy cùng để hỗ trợ cho mình. Cái dấu cộng này không biết là cộng cái gì đây. Thì nói chung là lần trước mình đánh thì mình bị thua rồi. Tuy nhiên thì hồi nãy mình vừa tăng cấp sức mạnh cho Smoker một xíu, lên thêm một ít điểm thì không biết có tác dụng gì không. Giờ thì mình vô mình sẽ đánh kỹ càng hơn một xíu nha. Hình như là boss của các bạn này là ông Don Kren và ông khá là mạnh. Nói chung thì bây giờ mình rút được kinh nghiệm một xíu cho nên chắc là khi mà ông dùng skill thì chắc là mình sẽ né là chính thôi. Chứ nếu đánh tay đôi chắc đánh không lại đâu. Rồi, vô luôn nha. Nói chung là ông mạnh lắm anh em ơi. Cực kỳ mạnh luôn ấy. Đấy, nói chung là phải né các thứ. Và lao tới ông thì chúng ta sẽ đánh ông nha. Còn khi đánh đây đánh tay đôi thì chắc đánh lại động đâu anh em. Rồi. Ui chạy. Ui. Quá mạnh luôn chứ không phải là mạnh bình thường nữa. Skill của mình nói chung là như kiểu gãy ngứa ổng á. Ok. Né. Ui đạn của ổng bắn ra là cái đạn kéo gì mà mạnh thế nhỉ. Cố gắng câu máu thôi anh em. Cố gắng câu máu thôi chứ đánh tay đôi thì không lại đâu. Tóc góc. Đúng rồi. Đấy, câu được hơn nửa cây nè. Skill số 4 của mình khá là mạnh cho nên là câu được mớ máu ổng. Ui chạy. Ui. Cái gì đấy? Ôi ơi cái phạm vi nha. Mình cái phạm vi là hết muốn chơi rồi. Ui, bắn hoài luôn kìa. Mình cũng không hiểu sao mà có thể bắn được nhiều vậy nữa. Bắn của chúng tôi. Không biết là có win nổi hôm nay anh em ơi, nhưng mà mình thấy tình hình có vẻ căng thẳng đấy. Rồi máu rút kìa. Ui. Cố gắng đánh giọng gục ngã là ngon á. Ui toàn rồi. Còn một xíu máu thôi nè. Nhưng mà mình thì cũng còn một xíu máu thôi. Tool này thì nói chung là ông chuyên một skill. Yes! Win rồi. Ây da, khó thiệt chứ. Đáng ra nãy giờ Smoker là mình đã đánh thắng rồi. Tuy nhiên thì vô tình ông xúc, ông tung cái skill kia thì nhưng mà vẫn được 3 sao nè anh em. Suy ra là nếu mà có chết một người thì cũng không sao, không ảnh hưởng đâu. Ok, chung thì chắc là mình sẽ cố gắng nâng thêm cho Luffy. Thì có gì Smoker chết thì Luffy đồng đội thứ hai ra còn giúp ích cho tem. Thì nó nâng cho một đứa thôi thì chắc là hơi nguy hiểm. Đây, đây lại 5/5. Đây, nếu mình win nữa là mình xong nhiệm vụ nè. Chắc là hơi khó đấy. Vô đánh xem sao nha, không biết boss lại đây. Căng quá. Nhiệm vụ giờ dạo này căng lắm anh em. Chung là càng ngày càng mạnh thôi. Mà mình thì càng ngày nói chung là cũng càng mạnh hơn mà không mạnh bằng tụi nó. Nice, đây là Boogie. Chú hề Boogie. Rồi ok, Smoker đã đến. Lái xe Shibo. Ui, trong người nhiều xì gà thế nhờ. À này như đánh với bọn lính là chính thôi. Ngon. Không gặp boss là mừng rồi anh em. À này không biết là có cái ông cầm cái vali không. Nếu mà có cái ông đó thì chúng ta nên tập trung đèo đánh trước nha. Nó không gặp sẽ hồi máu cho tem khá là nhiều. Không hồi máu khá là ghê đấy. Rồi mình sẽ gọi chút bờ ra hồi máu cho mình nha. À chết rồi, chúng ta sẽ đi tiếp xuống đây. Gặp thêm một bọn lính nhảy nhép khác nữa. Ui, ông kìa. Tập trung giết ông nha anh em. Đấy, ông mở cái vali ra là nói thiệt là nguyên tem mà hồi được hồi đầy máu luôn á. Ơi, đánh ông này nè. Tập trung đánh ông thôi anh em ơi, đừng đánh ai khác. Rồi ok rồi đó, cuối cùng đã phải chịu chết rồi. Bây giờ mình sẽ tập trung giết bọn nhảy nhép này. Ui, tung skill đâu vậy? Hết chưa? Ui vẫn còn một thằng. Ok. Chúng ta sẽ tiếp tục đi nha. Vậy là bên đây. Rồi, lại tiếp tục là bọn này, không biết là có ông Vali không. Ta sẽ để ý kỹ xem. À, ổng kìa. Rồi sao ổng hồi máu cho tem kìa. Tập trung giết ổng thôi anh em. Đúng rồi, cứ đè ổng đập thôi. Chỉ cần ổng chết là tem miễn là sẽ win, còn nếu mà ổng sống là coi như chúng ta thua chắc. Ui, ông lại mở vali nữa rồi. Sốt kỳ nha, bọn này thiệt tình luôn ấy. Nó chen vô đông quá mà cháu lấy đường vậy. Hổ báo với chúng tôi.
Rồi nó chém mình chết luôn kìa, không tin nổi luôn ấy. Còn Luffy thôi, chúng ta sẽ trông cậy vào Luffy. Nice. Nice, chắc là vẫn được 3 sao chứ nha. Mình đánh khá là nhiều, thời gian còn khá nhiều ấy. Yeah, vậy là xong nhiệm vụ rồi. May cái lại này nó không có boss. Không chắc mình cũng boss tay. Rồi, win rồi. Mỗi lần win xong là phải chờ cái này hơi lâu nha. Nó load khá là nhanh, nhanh hơn lúc vô nhiều. Nhưng mà phải qua một cái giai đoạn, qua một bước chờ cái chỗ này khá là cay luôn ấy. Rồi, như vậy là nhiệm vụ mình đã hoàn thành. Mình sẽ nhận cúp nha. Đó, được 5 mảnh của thẻ vàng nên em. Kiếm thêm 5 mảnh nữa là mình có thể ghép lên. Ghép lên một thẻ vàng. Cái gì đây? Có vẻ là mình nhận được đồ ăn. Cái này thì chúng ta có thể búp cái gọi là sao ta? Đổ thân mật hả? Đổ thân mật cho đồng đội, kiểu trái tim anh em. Hộp quà này mình có thể nhận cái gì nè? Ui, cái gì đây? À không phải, cứ tưởng là nhận được bên đó chứ. Rồi tắt đi nha, bây giờ xong rồi thì cái gì đây? Cái này là cái gì đây? Như là mình nhận được thẻ vàng, đúng rồi. Đấy, ngon, như là mình được 6 thẻ vàng rồi sao á. Thẻ bạc là mình có 12, cái này là được 7, ngon. Vậy là gần 3 thẻ vàng nữa là mình có thể quất thêm một lần chiêu mộ tướng bằng thẻ vàng này. Không biết là có nên hay không nữa. Có khi là không nên quá anh em. Ui, thuyền của mình lại ra khơi rồi. Có khi là không nên đó anh em. Chơi chiêu mộ 10 thẻ thấy đen đen sao á. Có khi chắc mình phải đợi 20 thẻ. Hình như là mình sang vùng đất mới nè. Ui, chương này là chương 7 lốt sao. Cái đoạn này là đoạn mà Smoker gặp Luffy và bán hành cho Luffy nè. Thì cũng may là cha của Luffy là Dragon xuất hiện nha anh em. Chính xác là cái vùng đất này, Lost Town. Khá là kinh luôn. Rồi. Và hiện tại mình đang chơi Smoker nữa mới đau chứ. Đúng đen luôn. Rồi, đây là Lost Town nha anh em, thị trấn Lost Town. Quá ngon lành cành đào. Mình sẽ bỏ qua, để chắc là bỏ qua đoạn này luôn ha. Để nói chuyện xíu xem sao có gì hot không. Nói chung là vào thị trấn mới thôi. Map mới, đại loại là vậy. Mình thì đang level 21. Ui, nhiệm vụ này sao mà nhiều chữ thế. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Ui, có hải quân kìa. Rồi, Smoker vào đây để làm cái gì đây, không biết nữa. Hình như là mua đồ thì phải. Không biết là mua cái gì đây mà hiện tại hình như đang có giảm giá 50% này nè. Quá ngon lành. Rồi, không biết là nhiệm vụ gì nhưng mà vô nói chuyện xong đi ra. Đúng chán luôn. Rồi tiếp tục là mình sẽ di chuyển đến cái chỗ này và vào cửa hàng thời trang. À cái này nó như là kiểu đi mua đồ thôi. Cái này là Nami, hồi nãy là thằng Usopp mua, bây giờ tới Nami mua. Nami mua thì khá là nhiều áo, áo quần Nami, mua áo quần nè anh em. Nói chung thì băng hải tặc vũ rơm thì cũng khá là nhiều tiền đấy. Tuy nhiên thì tất cả đều nằm trong tay của Nami. Nami giữ đồ, giữ tiền hết nha anh em. Rồi xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tới tiệm khác để mình nói chung là hình như là cho nguyên băng vũ rơm đi mua đồ hay sao á, sắm sửa đồ đạc các kiểu. Rồi lần này mình lại di chuyển tới đây. Cái này là cái gì đây? Senji hả? Senji thì đi gặp gái đẹp anh em, mà không mua đồ mà đi gặp gái đẹp. Rồi nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục đi. Đi đến đâu đây? Crocodile đang di chuyển. À lộn, Smoker đang di chuyển đến chỗ này. Chỗ Tashigi. À cái này là chỗ Yoro. Yoro đang đi và vô tình gặp Tashigi. Đang bị hai đứa này ăn hiếp hay sao ấy. Ồ không biết là cái kết ra sao đây. Rồi như vậy là Smoker, Yoro quyết định là giúp đỡ Tashigi đánh đuổi cái bọn hải tặc ngáo ngơ này nha anh em. Và mình sẽ giúp một tay. Nói chung thì băng vũ rơm giờ đánh ai là coi như mình đánh với người đó rồi đó. Cho nên không cần phải bàn cãi đâu. Mình đang thiếu khá nhiều đá để nâng cấp. Nhưng mà cái đá đó thì khá là khó kiếm. Chúng ta cần phải đủ điều kiện mới đánh được cái ải để lấy cái đá. Cho nên bây giờ mình phải cố gắng tiếp tục chinh chiến nhiệm vụ đây. Rồi, cũng có một ông khá là to đây. Nhưng mà ông cũng yếu xìu thôi anh em. Không có gì to tát. Không có gì to tát lắm. Tóc gốc ổng liền anh em. Tóc gốc là ổng đai liền. Quá đơn giản. Rồi, tiếp tục đi theo dấu chân. Thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp bọn mới. Đây, chính là bọn này. Không, giọng đánh cái gì không biết nữa. Ui, skill của mình bị ngăn cản lại mới ghê chứ. Còn mình đâu rồi? Bị cái cây che mới đau chứ. Ôi, né. Trời ơi, ham đánh quá, không chịu né skill gì đó. Ok đó. Ui, mình cũng đau đấy chứ nhờ.
Mày đánh tao cũng đau đấy. Cũng đau đấy, Tập góc, lại liền. Nhưng mà skill Smoker này mình thấy không lợi lắm. Chung là không có kiểu ám sát được. Chỉ là skill kiểu đánh bình thường anh em, không có ám sát gì được cả. Rồi, mình đã giúp đỡ Tatsuki thành công rồi đó. Ui, Tatsuki bị rớt mất cái kiến à. Và thế là Yoro đã nhặt giúp và đưa cho Tatsuki. Bà kia bà đang nhìn mà cười. Nhưng bà nói gì đó, chắc là đây là một cặp tình nhân. Chán thiệt, bà kia bà nhiều chuyện ghê thiệt anh em. Rồi, xong rồi đó. Nice, 3 sao, 3 sao. Rồi, được phần quà là một viên đá hình cái móc neo. Viên đá móc neo đó chắc chắn là cũng là một loại vật phẩm để dùng để nâng cấp nha anh em. Tuy nhiên thì không biết là để nâng cấp cái gì, chắc là nâng cấp những cái skill đầu thôi. Tại vì những cái viên đá là viên đá cấp thấp mà. Rồi, như vậy là nhiệm vụ mình đã hoàn thành. Mình sẽ tiếp tục nhiệm vụ, coi thử đi đâu đây. Thị trấn Lost Town này chắc là có nhiều điều thú vị đấy. Như vậy là Smoker chạy vào tiệm kiếm à. Yoro đi mua kiếm hả anh em? À, thì ra ông này là ông bán kiếm đó hả? Ở đây có khá là nhiều kiếm đẹp, có cả súng rồi nè anh em. Súng, dao, áo giáp, nhiều thứ quá nhờ. Căng thật sự luôn. Rồi, quá trời kiếm luôn. Không hiểu đâu mà lắm kiếm vậy nữa. Ông này cũng sưu tập nhiều nha, trên bàn có cái súng nữa kìa. Không biết là Yoro có chọn ra cái kiếm được không? Ui, như vậy là Tatsuki cũng bước vào đây à, cùng mua kiếm à. Yoro hiện tại chỉ có một cây thôi ta. Mình nhớ không nhầm là có 3 cây. À, đang như đợt trước là bị mắc dù hâu chém mất 2 cây gãy rồi. Như vậy là quyết định là mua kiếm. Rồi sau đó thì không đi nữa. Ủa, tiếp tục nè. Như vậy là vẫn đang cuộc nói chuyện với hai thanh niên này. Không biết là nói gì mà nói mãi thôi không biết. Rồi, Tatsuki quyết định làm gì đây? Hình như là cho Yoro thanh kiếm chăng? Vui vậy. Chắc là không đâu nha. Kiếm của Tatsuki mà sao cho được. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo. Mọi người là gì vậy? Đoạn này là đang lựa kiếm. Căng quá nha. Ông này thì ông đang nói gì nè. Yoro đang lựa kiếm. Không biết là có mua được thanh kiếm nào ở đây không nữa. Thanh kiếm này khá đẹp nha. Rồi, như vậy là dục lên trời. Làm cái gì đây? Ô, làm gì? Rồi cho rớt xuống đứt cái tay hả? Bỏ đi bạn ơi. Ôi. Nào. Ôi địt mẹ ơi, vãi đái. Yoro này có máu liều. Máu liều nhiều hơn máu não, vãi thật. Anh Yoro quyết định là chơi trò đứng tim anh em mà thay kiếm lên sau giơ tay ra. Nếu mà cây kiếm nó không cắt trúng tay là Yoro sẽ lấy, còn nếu cắt trúng tay là đứt cái tay. Trời ơi. À, tại sao lại có thuộc cái thanh niên chơi ngu vậy nhờ? Vừa bị lạc đường mà còn vừa chơi ngu nữa. Rồi như vậy là Yoro quyết định là mua cái kiếm đó thì phải. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy anh em? Chúng ta không nên áp dụng phương thức này nha anh em. Yêu mua đồ mà áp dụng cái này là chết đây. Rồi xong rồi đó hả? Nhưng mà là chọn được thanh kiếm rồi. Chúc mừng. Hình như mình nhớ không nhầm, ít bữa Yoro còn được Ryuma tặng cho cái kiếm nữa mà đúng không? Rồi đoạn này là ui. Hình như chỗ này là chỗ sử tử ai đúng không anh em? Hình như là vậy. Chỗ này là cái chính là cái chỗ sử tử nè. Rồi cái chỗ đoạn kia không biết sao mà thằng Luffy lại bị sử tử kia nữa. Quên coi. Rồi như vậy là gặp lại mấy người này rồi, hải quân xuất hiện nên em có vẻ là muốn bắt băng Urom này. Ủa xong rồi. Rồi có vẻ là mình sẽ chiến đấu với bọn hải quân rồi. Ok, chiến luôn. Bọn hải quân này thì nó cũng nhảy nhép thôi, không gì hết. Đèn quá. Nghĩ lại cái đoạn nãy Yoro dục cái kiếm lên mà mình thấy ghê quá anh em ơi. Yoro máu liều nhiều hơn máu não nè mà. Thật sự là quá là kinh dị luôn. Yoro định làm trò gì nữa. Ngu người vãi luôn ấy. Rồi chúng ta sẽ chiến đấu nha. Sao mà trời tối rồi không biết nữa, nãy đang sáng chuyển giờ tối. Giờ đánh với bọn hải quân tiếp riêu này nữa. Úi dồi ôi, một combo cũng chết hết rồi. Còn một thanh niên, hai thanh niên. Nice. Yếu à anh em, nhưng cũng yếu à. Đoạn lát theo này không biết là có boss nào xuất hiện đây nữa. Ghê, đông đấy. Ui, thanh niên kia chơi gì mà quăng quả pháo người mình thế này. Chơi mà chơi ném đá giấu tay hả, ném pháo giấu tay hả mày. Ném pháo giấu tay.
ném pháo giấu tay. Rồi hồi máu biến đi, hết máu rồi. Ủa còn nữa hả, đông vậy. Ui bay luôn, căng thật sự, căng thật sự, căng thật sự. Nice rồi đó. Mình cũng chưa không biết là chiêu đó có tác dụng này, chắc là chụp lại quá. Mình thấy giống như kiểu bị chụp lại. Ui thế mà đánh xong luôn rồi này. Rồi như vậy là đã dẹp loạn được bọn hải quân chặn đường ở lốt xeo 3 sao luôn. Không biết là cái mấy cái sao này nó có được cộng vô kia không nữa. Mình lại tiếp tục được một viên đá hình mũi neo. Ok, nhiệm vụ lại hoàn thành thôi. Và mình được một thẻ của VV này. Cái này không biết phải skill của VV không nữa. VV mình có chưa nhờ? VV thì mình chưa có nè, mới được có một mảnh nè, đen quá. Như vậy là chưa có tác dụng gì nhiều. Rồi ok, thôi được rồi. Nói chung thì đoạn này thì mình đã đánh bại ở Long rồi đến thị trấn Lotel nha anh em. Không biết Lotel có phải phó bản cuối gì nữa. Mình sẽ vào đây mình xem có mình có được thẻ vàng nào không nữa. Có vẻ mình được thẻ một thẻ nè. Đấy, ngon chưa? Một thẻ nè, cái này một thẻ nữa nè. Nếu mà lát nữa mình đánh kia được 3 sao nữa là mình sẽ được thêm một thẻ vàng nữa, là coi như đủ 10 thẻ đó. Rồi ok. Rồi, clip đến đây thôi, 16 phút hơn rồi, gần 7 phút. Cảm ơn em rất nhiều đã theo dõi clip của mình. Nhớ like video, subscribe để kênh đầy đủ để ủng hộ mình nha. Bạn nào chưa like chưa subscribe thì hãy đăng ký để ủng hộ mình. Đây là game One Piece Bloodline, dành cho những anh em nào chưa biết thì đây là game One Piece Bloodline phiên bản phiên bản test nha anh em. Anh em có chơi thì ít bơ cũng sẽ bị xóa nick thôi, cho nên chủ yếu là anh em muốn chơi thì vô trải nghiệm nha. Nếu mà anh em muốn trải nghiệm thì chỉ cập vào. Rồi ok, bye bye nha anh em.